Rồi chú ở trên này từ hồi tới giờ luôn hay sao? Từ hồi nhỏ tới giờ luôn. Nhỏ tới lắm luôn, Dạ. già luôn. Dạ. Rồi gia đình chú đâu? Gia đình chú đâu? Đôi đinh ông ghê mẹ bà già chết hết rồi. Mất hết rồi hả? À mà hết. Ồ. Còn mình thôi. Còn có một mình chú thôi. À. Dạ chú ơi, chú ngồi chỗ này cho đỡ mỏi chân này chú nè. Chú mặc cái áo Dạ. cờ đỏ sao vàng đẹp quá cả nhà. Hình ảnh của chú rất là đẹp trên một cái miền núi rất là cao, rất là xa thuộc tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Đằng sau lưng chú còn có một cái trái tim và một cái dòng chữ Việt Nam. Rất là đẹp luôn cả À, nhà. đúng rồi nè. Đó. Tôi yêu Việt Nam nha. Ai yêu Việt Nam? Đó, I love you Việt Nam. Quá đẹp, quá tuyệt vời khi mà lên trên này gặp chú luôn cả nhà. Chú có cái tên cũng rất là hay. Chú Nắng. Chú ở trên cái miền đất vừa nắng vừa gió và cao. Một cái vùng núi xa xôi của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Số bác Vlog mến chào cả nhà thân thương. Đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ hành trình ngày hôm nay của ba chú cháu và chị Ngán cả nhà. Hôm nay chị Ngán sẽ dẫn ba chú cháu đi lên một cái vùng núi rất là xa để mà thăm bà con người đồng bào Rắc Lây. Họ sống ở trên đỉnh núi đó cả nhà. Lên trên này thì ba chú cháu không có biết đường cả nhà. Cho nên là nhờ chị Ngán dẫn đi luôn. Chú Tiệm thì hôm nay cũng khỏe rồi. Xong hành trình ngày hôm nay, ngày mai thì ba chú cháu sẽ quay trở lại nhà chú Thôi thăm cô chú và dọn nhà lại cho cô chú một lần nữa nha cả nhà. Mời cả nhà đồng hành cũng như là theo dõi video ngày hôm nay của ba chú cháu và chị Ngán nha. Chú Tiệm mà quay trở lại chào khán giả con nha. Nay khỏe hả chú? Khỏe rồi. Dạ. Rồi xin chào cả nhà. Xin chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc nhé. Dạ. Đồng hành cùng đồng bào dân tộc Rắc Lây. Dạ, chú rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Chú rất là muốn đi với mấy anh em mình lên gặp bà con đồng bào miền núi. Cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Anh Đồng chào khán giả nha. Mình chào khán giả. Mình đang lên trên núi, mệt quá. Mệt quá. Đang đi với chị Ngán. Ở đồng bào ở đây dắt thì tại vì anh em không biết đường đi. Cho nên là nhờ chị. Nói chung là chị đi giỏi thật. Cảm ơn tất cả khán giả và con đã theo dõi hành trình của anh em Xuân Bắc. Vậy xin cảm ơn rất Rồi nhiều. đi. Ôi. Núi nó dốc cao quá cả nhà. Hôm nay số bác lại tiếp tục dẫn cả nhà đi lên trên rừng, trên núi, một trong những cái vùng núi xa xôi, hẻo lánh của tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà. Để chút xíu đi lên gặp chị Ngán, trò chuyện với chị Ngán nha. Chị đi nhanh quá. Cả nhà yêu thương hành trình của mấy chú cháu, xem video nhớ đăng ký kênh cũng như là theo dõi quảng cáo, chia sẻ video ủng hộ cho mấy chú cháu nha. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều luôn. Trên lưng anh Đồng á thì đang mang theo một phần quà của Mạnh Thường Quân. Tay anh thì cầm theo mấy bịch cơm với hai cái võng đi rừng cả nhà. Còn trên lưng của chú Tiệm á cũng là một phần quà của Mạnh Thường Quân. Hôm nay số mắc mang đến 3 phần quà lận. Nhưng mà nó nặng quá cả nhà. Gạo với mì với muối, bột ngọt. Nặng quá cho nên là để ở dưới nhà chị Ngán một phần. Trưa thì sẽ quay trở lại để lấy nha cả nhà nhé. Chị Ngán thì đang đeo cái ba lô của số mắc ở trên lưng ạ.
Chị Ngán ơi, chị chào khán giả em cái nha. Chào mọi người. Chào cả nhà. Dạ. Cũng dốc chú ha. Dốc đứng luôn. Mệt quá. Dạ. Dốc đứng mà đá không à. Dạ. Đi theo bà con luôn đó chị ha. Chị đi quen mà chị cũng mệt nữa cả nhà. Xa quá. Đường nó dốc. Nó dốc đứng luôn đó mà. Chú tiệm hôm nay đeo cái bao rất là đẹp luôn. Bữa trước cái bao kia nó bị rách đó cả nhà. Chị ăn cơm đi. Anh Đồng đưa chị một phần cơm. Chắc lần lát nữa thì ăn được. Này con, chị cầm đi. Con thử không nổi này sao nốt nổi. Chị đó chị ăn luôn. Tới nhà đó mấy em nói chuyện với thấy mấy nghe nhà rồi vậy mấy chị ăn được. À tới nhà rồi chị ăn luôn ha. À, mấy em nói chuyện với người nhà đó là mình chống thí dụ mình nói mình ăn cơm được. Còn cái này mà thử không nổi sao nốt được. Không nổi. Giờ đang thở không sao nuốt được chị ha. Ờ. Giờ hôm qua thấy từ đó nấu cơm ăn mấy em ăn á chị em nói ờ chị có ăn chung luôn. Ủa, đổ mồ hôi quá sao ăn được. Sao ăn nổi vậy. Mệt mẹ. Cái đây nó cao hơn nha. Cái này nó cao hơn mà. Cái đây là đâu cơ. Ờ. Cao hơn mà dốc hơn nữa. Dốc hơn mà mình nói là cái chỗ núi mấy bà con ở đó không có phải là chỗ nhà nước cho đâu. Đó hồi xưa có mấy bà con á. Dạ. Xong mấy đàn canh đàn cơ ở dưới làng á thì có làng. Xong rồi nhà nước không có lấy mấy rễ cho mấy bà con ăn đâu. Chứ ăn rễ cũ không à. Dạ. Còn mình á người ta đàn canh đàn cơ thế mình ở đất bằng chốt này thì người ta lấy đất bà râu. Dạ. Cho mấy làng mình ăn á. Chị có mang theo một chai nước nè cả nhà. Đó để uống nước cá nước uống. Nước là không có bỏ. Dạ. Yeah. Nó là chị cũng rất là dễ thương luôn cả nhà. Hoàn cảnh của chị cũng rất là tội luôn. Tội lưới mà nhà. Ông trời cho mình làm gì được đó. Dạ. Yeah. Cả nhà theo dõi video có yêu thương chị Ngán thì đăng ký kênh để theo dõi chị nha. Dạ. Yeah. Rồi, mình đi lên trên này. Anh chị ngồi nghỉ đi, ngồi nghỉ xíu. Anh Đồng đang ngồi thở trên đây cả nhà. Mệt. Tim đập đúng không? Đợt này cái dốc nó cao hơn đợt trước nhiều ha. Cao hơn đợt trước nhiều. Đi nữa thì cái rừng. Này, trên rừng. Phải nói là thật sự là phải nói là rất là thương bà con. Bà con vất vả quá ha. Hôm nay ở vất vả quá. Phải nói là rất thương. Đường đi nó khó khăn như vậy mà bà con vẫn đi. Vẫn đi nên làm. Vẫn đi. Chị Ngán ơi. Cái mùa này ở trên rừng bà con mình là thu hoạch có trái rừng nào không chị? Có thu hoạch trái rừng nào không? Trái rừng ở quán làng mình mua là trái đỏ đỏ đó mà nhỏ hơn. À. Cây đá đâu, cây rừng thôi mà tự nhiên nó mọt mà chắc mai mốt là mình trồng cái đây nè. Cây me. Hả? Cam thảo cái này cây ta. À giống cam thảo. Cây này là mấy quán làng mình á cân 1 kg là 38.000 á. À. Cây đó là cây gì? Cây gì không biết mà cây đây nó tay cũng nhỏ nhỏ. À. Mà chắc mai mốt mình định là chắc cái đây là mình không có cần tông bát nữa. Chắc cái trồng cái chị này. Chị lấy cái cây này về chị gieo ở dưới. À.
Dạ. Mình trồng thử coi. Dạ, dạ, dạ. Một ký thì 38 ngàn mà còn 2 ngàn đây là 40 ngàn đó. À. Dạ, dạ. Đây, đây là có tay là nhỏ hơn mà nhỏ lắm, nhỏ ý đỏ đỏ mình á. Dạ. Nhưng mà cây này chắc là cũng dễ chăm á chị ha. À, chắc dễ rồi mà. Mọc hoang đó. Hả? Nó mọc trong rừng đó. À. Mà nó giá nó cao quá mà mình chưa có trồng. Không biết gì. Yeah. Cái trái cây này thì ăn nó sao chị không Ngã? Không có ăn đâu. Không có ăn. À. Cho quán mua không à? À. Chắc người ta làm thuốc đồ không biết. Dạ. 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 Đỡ mệt chưa đi. Thôi đi tiếp nha. À, đi từ từ. Rồi đi. Chị cứ mệt cái là chị nghỉ một chút. Rồi chị lại đi tiếp. Bỏ khẩu trang đó cho dễ thở. Đi đường núi mà đeo khẩu trang thở không nổi đâu. Xuất phát, động chứ động. Dạ dạ dạ. Từ từ anh, dưỡng sức từ từ. Gối, gối. Ở đâu đâu? À quên võng chứ. Cả nhà thông cảm nha, do số mắt đi rừng chưa quen. Mà mình xách theo đồ nữa là số mắt không quay được video. Và nó vướng á cả nhà. Với lại... rất là mệt, từ từ số mắt mới quen được nha. Mới phụ mọi người được. Chứ giờ là chưa quen nha cả nhà. Đi không mà số mắt đang còn thở. Ui dồi ôi, dốc quá. Gần như là đường dốc không cả nhà. Đá lõm chõm luôn, đá bự lắm này. Hôm qua ở trên này nó có mưa không chị Ngán? À có mưa. Mưa chút chút chị ha. À không mưa to. Rồi bắt đầu đi vào cái đường hẹp rồi cả nhà. Dốc quá. Quá dốc luôn. Ôi dồi ôi dồi ôi, té té. Đi này nó dốc, nó nhức đầu gối lắm cả nhà. Cẩn thận. Hôm nay chị Ngán sẽ dẫn mấy chú cháu lên một hoàn cảnh ở trên này. Ông cụ ở trên này sống có một mình trên núi thôi cả nhà. Mà rất là cao và rất là xa cái chỗ mà chị Ngán ở luôn. Khi mà đi lên chỗ chị Ngán á, là hai anh em cũng đã rất là mệt rồi. Mà đây là gấp mấy đoạn đường luôn cả nhà. Chắc rồi. Lên tí xíu nghỉ tí xíu đi. Ngán ơi. Đường dốc quá, mấy anh em chú cháu cũng chưa quen nữa. Đi bên nhà ông trường thấy khỏe. Đến này dốc hơn nhiều luôn. Dốc đá quá. Đang thở. Dạ. Nhưng mà cho dù có mệt thì đi đồng hành cùng bà con thì rất vui. Vẫn vui chú ha. Vẫn vui. Dạ. Tuy là có mệt một tí nhưng mà đồng hành cùng bà con thì cái đó là cái rất vinh hạnh. Dạ. Vinh hạnh rất nhiều. Hôm qua là chú mệt trong người đó nha cả nhà. Lúc mà dọn nhà của chú Thôi đó thì chú cũng có mệt trong người. Và ngày mai là hôm qua hôm sau là chú mất sức luôn. Cũng may là số mắt không đeo ba lô đấy. Chứ mà đeo ba lô là số mắt cũng đi hết nổi luôn. May là có chị Ngán đeo giúp cái ba lô. Cảm ơn chị Ngán rất là nhiều luôn. Cả nhà ơi, cả nhà xem video
đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho mấy chú cháu với chị Ngán luôn nha cả nhà. Bước lên rồi. Bây giờ là bò luôn rồi. Cả nhà thấy cái hướng đi, đường đi nó rất là dốc luôn nha. Đôi khi á, Xuân bắt đi phải bám vào những cái cây ven đường này, ven cái đường mòn lên núi, chứ không mà không có kéo lên được luôn á. Chân nó nhức mà. Không sao cả nhà, đường dài thử sức bền. Có ý chí là mình sẽ vượt qua được cả nhà. Bữa nay là thấy anh Đồng với chú Tiệm là đổ mồ hôi ướt đầm áo luôn. Áo sụp bắt cũng ướt hết rồi. Đợt này thở mạnh hơn đợt trước. Uống miếng nước đi anh. Uống miếng nước đi. Chú cho con miếng nước chú. Cầm giùm em cái. Uống miếng đi. Chứ không chịu nổi đâu. Mở cái nắp. Mồ hôi ra là tí nước. Mời cả nhà uống nước với Xuân Bắc và mấy chú cháu nha. Uống cái này thì cũng chỉ uống một miếng cho đã khát thôi, không dám uống nhiều cả nhà. Uống nhiều nó rất là mệt, đi nổi luôn ạ. Ngồi tí cho thoải mái đi. Ngồi tí cho thoải mái đi, bỏ bỏ gù ra đi. Hết thở nặng mới được. Hết thở dồn mới được đúng không? Mồ hôi này. Mệt quá bà con ơi. Không, từ từ sẽ quen thôi, cố gắng lên. Dốc đứng quá. Dốc đứng quá. Chú Tiệm là cũng là người địa phương đó. Chú là người đồng bào Chăm nha cả nhà. Chú cũng quen đi rừng đi núi rồi. Tuy nhiên thì đợt này chú có tuổi và cũng lâu rồi chú không đi. Đấy cho nên là chú cũng rất là mệt rồi nha cả nhà. Chú Tiệm là chú tuyệt vời lắm ấy. Chú rất là tuyệt vời luôn. Mới khỏi bệnh xong là đi thăm bà con liền cả nhà. Cả nhà yêu thương chú Tiệm cho chú một like nha. Một tim một like. Đăng ký video theo dõi quảng cáo ủng hộ cho mấy chú cháu nha cả nhà. Mệt quá cả nhà. Đồi núi dốc nó cao, nó treo leo quá. Núi này phải nói là dốc thiệt luôn. Đá không à, mà đá cục nữa. Chị Ngán ơi, mệt chưa? Mới nghỉ đây chưa mệt. Đi chút nữa chị ha. Thương chị quá. Rồi tới chú Tiệm. Cái bao của chú đeo rất là nặng luôn. Gần 20kg thôi nha cả nhà. Của anh Đồng cũng vậy. Xuân Bắc đi tiếp nha. Ui cha, mệt thiệt. Mồ hôi như tắm luôn rồi nha. Đó, cái đường này, nó cứ này nè. Dốc hơn này nữa. Xuân Bắc nãy giờ đi không dám nhìn xuống dưới luôn á. Chia sẻ thật với cả nhà là Xuân Bắc bị bệnh nặng độ cao, quên rồi. Bị bệnh sợ độ cao nha. Bình thường mình ngó là mình đã chóng mặt rồi. Đi cáp treo đó cả nhà. Dốc vậy. Dốc vậy. Từ từ. Hôm nay anh Đồng kiệt sức rồi cả nhà. Thôi cố gắng lên anh ơi. Rồi thử vàng nha, cho anh thử sức nha. Có ý chí là vượt qua được thôi. Chút xíu gặp bà con gửi những cái phần quà đến cho bà con là hết mệt liền à. Nghỉ đi. Wow. Trên này nhìn xuống đẹp quá.
Để xuống bác đi lên cái chỗ hành đồng á, đứng quay bên dưới cho cả nhà xem nha. Đẹp lắm cả nhà. Một phần ba chặng đường rồi. Đứng ở trên này đã là cao, gần như là đỉnh rồi cả nhà. Wow, nhìn thấy toàn bộ bên dưới luôn, đẹp quá. Tít đằng xa kia là những cái cối xay gió kìa. Ở đây người ta sử dụng cái sức gió để người ta lấy năng lượng nha cả nhà. Rồi sử dụng những cái tấm mà năng lượng mặt trời đó, để người ta lấy cái năng lượng ở trên vùng núi này nè cả nhà. Không biết cả nhà có thấy những cái quạt xay gió tít đằng xa không? Đẹp quá. Đó, những cái quạt xay gió này. Đó, những cái cây nhỏ nhỏ li ti đó là những cái quạt xay gió đó cả nhà. Nó xa quá. Cảnh đẹp quá cả nhà ha. Ôi, chóng mặt. Đi tiếp nha cả nhà. Xuân Bắc cứ vừa đi vừa nghỉ một vài giây lại đi tiếp. Leo lên những cái cục đá này. Mưa mệt mưa nóng. Cả nhà ơi, cả nhà có yêu thương thì đừng bỏ qua đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để tạo động lực cho mấy chú cháu cả nhà. Không có gì vui bằng khi mà mấy anh em chú cháu ra video được cả nhà yêu thương, quan tâm, theo dõi, ủng hộ. Là một cái động lực tinh thần rất là to lớn luôn cả nhà. Cần lắm những cái sự đồng hành, theo dõi của cả nhà mình. Mệt quá. Đi đi, tí nữa đi chú, cho nó mệt hẳn đi. Mới đi được có xíu à. Chị nặng quá. Sau nhiều tiếng đồng hồ cả nhà, vượt đèo dốc núi đá, treo leo, mấy anh em chú cháu cùng với chị Nhán cũng sắp tới hoàn cảnh ngày hôm nay rồi cả nhà. Do là họ ở trên một cái miền núi rất là xa xôi luôn. Khi lên đây á thì họ đi làm á cả nhà. Họ đi rừng và họ đi lên núi để họ làm. Mấy anh em chú cháu lên gần tới nơi thì phải nhờ chị Ngán đi trước để mà nói chuyện với người đồng bào trên này. Họ không có thích người lạ lên nha cả nhà. Nhiều khi mấy anh em chú cháu lên đó mà không trò chuyện được tiếng của người đồng bào Đắk Lây miền núi đó, họ tưởng mình lên có ý đồ xấu quá cả nhà. Họ tấn công bằng ná bằng nọ là rất là nguy hiểm luôn. Những cái dụng cụ mà họ đi rừng họ săn bắt đấy, họ bắn mình một cái là coi như xong. Cho nên là anh em mình đi càng ngày càng có kinh nghiệm hơn. Những cái chuyến sau đi á, là Xuân Bắc sẽ nhờ bà con miền núi. Họ ở dưới chân núi, ít nhiều thì họ cũng biết tiếng của bà con ở trên này. Họ đi trước để họ mở đường cả nhà. Và họ xin phép có những người kinh họ lên trên đây để làm việc tốt đó cả nhà. Thì người đồng bào họ sẽ hiểu được và họ sẽ chào đón anh em mình. Chứ mà không mà tự ý đi nó rất nguy hiểm luôn cả nhà. Hôm nay Xuân Bắc mới biết được điều này để mình rút kinh nghiệm.
cả nhà yêu thương theo dõi video đó, có kinh nghiệm đi rừng, đi núi, cả nhà có thể bình luận, góp ý thêm cho team mấy anh em chú cháu trên cái hành trình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều luôn. Xuân Bắc không có kinh nghiệm nhiều, anh Đồng cũng không có kinh nghiệm luôn. Chú Tiệm thì chú cũng rất là ít khi đi lên những cái vùng núi mà xa như thế này. Vừa xa vừa sâu. Nó ẩm thấp nữa cả nhà. Mũi này. Đúng rồi, chắc sắp tới rồi đó. Ai chà, đốt dép rồi. Rồi rồi rồi, đốt dép xuống đèo rồi. Bớt lên được rồi. May quá. Đợt này anh Đồng anh mang tới mười mấy, gần 20 kg, anh không quen đó cả nhà. Cho nên là anh rất là mệt. Cả nhà ơi, đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo ủng hộ tinh thần cho anh Đồng và chú Tiệm nha. Mong là chú với anh chân cứng đá mềm, để mà mang những cái phần quà đến trao tận tay cho bà con miền núi. Trong này cây cối nó mọc tùm lắm cả nhà. Mình đi mà mình không biết cây cối gì ấy là mình không dám đụng đâu. Xuân Bắc không dám đụng. Mà vừa đi thì cũng phải vừa cầu nguyện này. Mong thần rừng, thần núi, ông bà trong rừng, trong núi phù hộ, yêu thương, cũng như là đùm bọc lấy hành trình của mấy chú cháu, phù hộ đi bình an, về cũng bình an cả nhà. Mình đi vào rừng thì mình phải cầu nguyện, phải xin thần rừng, thần núi nha cả nhà. Tới chưa vậy? Một cái bao anh Đồng anh đeo nhìn rất là to luôn. Còn cái bao của chú Tiệm bự còn to hơn nữa cả nhà. Ôi giời, mỏi chân quá. Số lượng ký thì xem nhau. Không, không. Không giờ chị dắt đi thì những cái đường này làm sao mà mình biết được. Đấy, khi mà mấy anh em... Dạ. Khi mà mấy anh em chú cháu ngồi nghỉ ở đây, cũng phải xin thần rừng, thần núi, các ông bà cho xin phép được nghỉ đây một chút xíu để đi hỗ trợ người đồng bào. Xin phép thần rừng, thần núi. Mình phải xin phép cả nhà. Cho ngồi nghỉ mệt. Sắp tới chưa chị? Sắp rồi, nghỉ một chút. Dạ. Hồi nãy mình đi đường này rồi, tới đây là mình xuống lại, không tới nhà ông cho. Hồi nãy nhà đóng cửa đó là nhà người ta khác, nhà đồng bà. Dạ. Dạ, dạ. Bác có đồ. Dạ. Người ta làm có sân quân nhà đó có trong bác. Trên này là cao hơn luôn chị ha. Ở đây là cao nhất chưa hay là còn cao hơn nữa cao chị? Cao hơn nữa. Cao hơn nữa. Ông này cũng ở dưới làng nữa, ở lấy nhà người ta nữa nè. Dạ. Khỏe ổng hồi nãy thì ba món quà tặng. Cái nhà gần đây nữa họ còn có chứ. Tên đó mẹ cũng gần đó. Dạ. Xa quá chị ha. Nói rồi hồi nãy mà đã xa rồi. Nó cũng thích đi mà cũng dạ. Chị cũng là người đồng bào Lắc Lay miền núi đó cả nhà. Chị ở khu sườn núi phía dưới. Chị đi lên đây mà chị cũng rất là mệt luôn. Mệt chứ chị quen. Dạ. Đó là chị quen lắm rồi đó. Thương chị quá cả nhà. Cả nhà yêu thương chị Ngán thì tặng cho chị một like, một đăng ký kênh nha. Cũng như là theo dõi video để
số mắc có tiền từ YouTube này, mình sẽ mua thêm quà, thêm tiền, phụ thêm với các mạnh thường quân, mình mua thêm để mà gửi những cái phần quà đến bà con miền núi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Hai cái võng ma từ sáng giờ cũng không gỗ chỗ mắt luôn. Dạ. Trên này núi đá không? Dạ. Rồi. Đi tiếp nha cả nhà ơi. Chị sắp vô cái quai á, cái quai kia cho đỡ đầu tay. Vâng. Ôi dồi, đi cái này á phải nhìn đường nữa cả nhà, đôi khi cái máy quay á nó bị lạc cái chữ hướng á, mong cả nhà thông cảm. Xôi mắt nhiều khi để ý máy quay thì không thấy đường đi, mình cứ vừa nhìn đường này vừa nhìn vào máy quay cho nên đi nó sẽ chậm hơn các anh chị cô chú. Mệt quá. Ôi dồi. À dạ. Đi từ sáng giờ hết nước uống luôn cả nhà. Mang theo mấy chai nước mà uống hết trên đường rồi. Bây giờ không còn nước uống. Khát nước quá. Ôi trời. Mệt xỉu. À dạ. Mũi nó cắn đó cả nhà. Đi suốt từ sáng tới giờ cả nhà. Cuối cùng cũng gần tới nơi mà bà con họ trên này họ sống ở trên này. Đây là cái rẫy bắp của họ này cả nhà. Mùa này á nó vừa qua mùa cái trái xay á cho nên là không có quay cái trái xay rừng chia sẻ đến cả nhà được. Để mùa sau số mắc chia sẻ đến cả nhà cái mùa bà con thu hoạch trái xay rừng nha, cũng như là trái na này, măng cầu đó cả nhà. Mùa này thì bà con chỉ có trồng bắp thôi. Ôi giời, không thấy đường đi luôn đó cả nhà, không thấy đường đi. Mấy anh chị đi nhanh quá trời. Em ơi, không thấy đường. Tới rồi hả? Dạ tới rồi. Rồi. Cuối cùng đã tới nơi. Đã tới cái chòi của bà con rồi nè cả nhà. Cái chòi, cái lán, cái nhà sàn của bà con. Trên này có chuối rừng. Có chuối rừng này. Có cây điều nữa. Cây điều này thì không biết là bà con trồng hay là nó mọc tự nhiên đó cả nhà. Rồi, mình thấy có chú đi ra này. Cha, chú mặc cái áo đỏ cờ sao vàng đẹp quá. Dạ, đúng cờ Việt Nam luôn. Con chào chú. Dạ, trời ơi cái hình ảnh của chú đẹp quá, quá đẹp luôn. Đi lên miền núi này mà gặp chú mặc cái áo cờ đỏ sao vàng như thế này. Tuyệt vời quá chú. Dạ. Chú cho con thở mấy phút rồi. Con nói chuyện với chú mới được. Chú ơi, chú tên gì? Nắng. Chú Nắng. Dạ. Chú Nắng, năm nay chú Nắng được bao nhiêu tuổi rồi chú? Già rồi ạ. Dạ, chắc già rồi. Dạ. Chú nhớ tuổi mình không? Không nhớ đâu. Không nhớ. Dạ. Chú Nắng hồi giờ là chú ở trên cái đỉnh núi trên này luôn hả? Không biết con à. Dạ. Chú ở đây với ai? Chú ở đây với ai? Không, mình thôi. Có một mình thôi. Một mình chú ở trên cái miền núi cao như thế này luôn. Dạ. Rồi chú ở một mình trên này chú có buồn không? Không. Không buồn. Không buồn đâu. Dạ. Trên này là chắc là không có nước, cái đường nước cũng lên trên này chắc không có đâu chú ha. Không có đâu, một nước muốn không à. Dạ. Nước chú muốn lấy nước dưới suối hả? À. Dạ. Nước xa quá. Nước xa lắm, chú kia nước xa lắm. Ừ. Rồi chú ở trên này từ hồi tới giờ luôn hay sao?
từ hồi nhỏ tới giờ luôn. Dạ. Dạ luôn. Dạ. Rồi gia đình chú đâu? Gia đình chú đâu? Đôi đinh, ông về mẹ bà già chết hết rồi. Mất hết rồi hả? À, mất hết. Ồ. Còn mình thôi. Còn có một mình chú thôi. À. Dạ chú ơi, chú ngồi chỗ này cho đỡ mỏi chân này chú nè. Chú mặc cái áo cờ đỏ sao vàng đẹp quá cả nhà. Hình ảnh của chú rất là đẹp trên một cái miền núi rất là cao, rất là xa thuộc tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Đằng sau lưng chú còn có một cái trái tim và một cái dòng chữ Việt Nam. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Tôi yêu Việt Nam nha. Ai yêu Việt Nam? Đó, I love you Việt Nam. Quá đẹp, quá tuyệt vời khi mà lên trên này gặp chú luôn cả nhà. Chú có cái tên cũng rất là hay. Chú Nắng. Chú ở trên cái miền đất vừa nắng vừa gió và cao. Một cái vùng núi xa xôi của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Chú ơi, ở trên này rồi chú ăn uống, chú sinh hoạt sao chú? Chú ăn bằng cái gì? Bằng con ăn hả? Dạ, chú nấu gì chú ăn hàng ngày, chú nấu gì ăn? Con bắp, lúa. À, chú ăn bắp. À, lúa vậy. À, có lúa thì chú ăn. À, còn không có thì chú ăn bắp không? À, bắp không. Dạ. Có còn... tiền cái gạo bắp kia nữa. Dạ. Có 2-3 kiện vậy. Sáng giờ chú có đi làm gì không? Làm cỏ. Làm cỏ. À. Dạ, với làm bắp chú ha. À. Cái rẫy bắp của chú ở trên đỉnh núi này thì cái mùa này là chú được mùa không? Hay là chết rồi? Chết hết rồi, mưa nắng quá. Nắng quá chết hết hả? À, chết hết. Thương bà con đồng bào quá cả nhà. Đây là cái tình hình chung của bà con. Người ta sống ở trên một cái miền núi rất là xa, rất là cao. Mấy ngày nay không có mưa luôn cả nhà. Nắng gắt. Cho nên là không có cây bắp nào nó sống được cả. Cái rẫy của chú cũng chung với cái rẫy chung định mệnh với cái rẫy của chị Ngán. Cái rẫy bắp của chị Ngán thì cũng chết chặt. Của chú cũng vậy luôn. Tội nghiệp của đồng bào quá ha cả nhà. Để mà họ trồng được một cái rẫy bắp mà họ thu hoạch đó, biết bao nhiêu công sức cả nhà ha. Rồi chú ơi, bây giờ chú nấu bắp chú ăn chưa? Chưa. Sáng giờ chú ăn gì chưa? Chưa. Chưa. Dạ. Rồi mấy giờ chú ăn tiếp? 11 giờ. À, là cũng chuẩn bị tới giờ trưa chú ăn rồi nè. Dạ. Dạ. Xíu chú cho con ăn bắp với được không? Dạ. Hôm nay con ghé con thăm chú này. À, biết là chú sống có một mình ở trên cái miền núi xa xôi như thế này luôn. Từ chỗ mà của chị Ngán đó, chỉ ở dưới lên đã này đi rất là xa rồi. Mà lên trên này của chú là đi hết nửa ngày đấy. Dạ. Thì con có mang đến gửi chú một phần quà của Mạnh Thường Quân, của anh Cường Kha và các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada. Gửi đến chú một phần quà. Rồi, con xin phép chú nha, để chú ngồi chú nghỉ mệt chút xíu này. Anh Đồng gỡ quà ra cho chú nha. À, một phần quà thì bây giờ anh Đồng anh sẽ gỡ ra cho chú, cho chú Nắng nha cả nhà. Còn phần quà của chú Tiệm mang đi thì đang để ở bên kia. Chút xíu thì anh em Xuân Bắc cùng với chị Ngán sẽ đi thăm một hoàn cảnh nữa. Cũng có thể là nhờ chú Nắng dẫn đi nha cả nhà. Còn bây giờ thì Xuân Bắc mời cả nhà tham quan qua cái chỗ chú Nắng ở hàng ngày một chút xíu nha. Ở đây Xuân Bắc thấy ở đây giống như cái chuồng. Cái chuồng này chuồng gì chú? À, chú nuôi gà. Dạ. Chú nuôi được mấy con gà? Không thấy gà đâu hết, chạy đi đâu hết rồi. Không thấy gà cả nhà. Gà chắc đi ra ngoài rồi. Đi ăn hết rồi. À, cái chuồng á, thì chú dựng bằng tre ở trong. Giống như kiểu cái chuồng sàn đó. Cái con gì nó bầu vô tay xong mắt cả nhà. Còn ở ngoài này thì chú dựng cái hàng rào bằng những cái cây gỗ. Đó, cái cây khô, cành gỗ khô cả nhà. Nhìn nó đơn sơ thôi nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Còn đây là cái căn nhà sàn mà chú ở này. Đấy.
Giờ này đây là cái mẫu nhà của người đồng bào Rắc Lai miền núi, họ dựng lên như thế này. Họ ở cả nhà. Nó đủ che nắng thôi, chứ còn che mưa thì chưa có đủ nha cả nhà. Do là mấy cái lỗ che nó tạt đấy. Nhà sàn ở thì rất là mát, nhưng mà mùa mưa thì họ cũng rất là cực nha, họ không có chỗ ở đâu cả nhà. Ở đây số mắt thấy chú có trồng một cây na nữa, mà na ở trên này nó không cho trái cả nhà, trái nó khô cằn lắm, được có một chút này thôi à. Trái này đang còn cứng này, còn cái trái này có tí xíu thôi mà nó chết khô rồi cả nhà. Rất là nhiều trái na chết khô ở đây, nắng quá. Đây một trái chết khô nữa này, rồi bên này một trái to như thế này rồi cũng chết khô luôn. Tội nghiệp họ quá cả nhà, họ không có cái ăn, họ trồng họ chờ vào để thu hoạch. Nay con lên con thăm chú, các anh em chú cháu lên thăm chú ở trên miền núi. Chú nói em cún yên lặng dùng con chút được không? Chú nạt nó phát cho nó giữ yên lặng dùng con tí. Dạ, không sao đâu chú. Đây, kệ. Hôm nay con tới con gửi cho chú 10 kg gạo này. Rồi 1 kg cá cơm khô này chú. Đó, để chú nấu chú ăn nha. Hồi nào giờ chú có ăn cá cơm không? Cá không? À, cũng lâu lâu có là chú ăn hả? Dạ. Chú ăn mì gói là bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Hồi nào giờ là chú chưa ăn mì gói bao giờ luôn. Dạ, hôm nay là con mang tới cho chú một thùng mì. Một thùng mì này bao nhiêu gói ta? À đâu rồi? Thùng mì này khoảng 30 mấy gói hay sao đó cả nhà. Mì ba miền gôn nha, không biết là bao nhiêu gói cả nhà xem dùng xuân bắc nha. Mì ba miền gôn. Ngoài ra thì con mua lên cho chú 2 bịch muối này. Chú nấu cái gì rồi? 75 gói em ơi. 75 gói hả? À, thùng mì là 75 gói, dữ vậy. Đó. À. 30 gram nhân 75 gói. À, ra 75 gói, thùng này thùng lớn đó cả nhà. Rồi, 2 bịch muối để chú nấu ăn, là chú nêm nếm cho nó có gia vị nha, cho nó có chất muối. Một bịch bột ngọt nữa nha chú. Đó. Rồi, con gửi chú cái phần quà của anh Cường Kha, cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên Canada. Cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị rất là nhiều, đã phát tâm gửi đến bà con khó khăn miền núi nha cả nhà. Cảm ơn tấm lòng của tất cả các anh chị. Chú gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con tiếng nha. Chú nói đi. Chú cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn. Dạ. Chú gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ, con chúc chú thật nhiều sức khỏe nha. Bây giờ chú có cá rồi này, chú có gạo này, rồi chú có muối, có bột ngọt, có mì gói. Chú mang vô chú nấu chú ăn nha. Giờ chú ăn luôn không? Hay là giờ chú ăn bắp? Dạ, ăn luôn ha. Chú ăn luôn cả nhà. Lâu rồi chú không có gạo, cá cũng không có ăn mì gói bao giờ luôn. Từ hồi giờ là chú không ăn. Cho nên là thôi chú ăn luôn chú nha. Dạ, bắp thì mình để ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa mình ăn cũng được. Mình ăn cho nó nóng. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều. Số mắt xin phép được kết thúc video ở đây. Hành trình mang quà lên cho bà con miền núi và mang lên cho chú Nắng. Phải nói là khi tới đây thấy cái hình ảnh của chú đẹp mà rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Chú mặc một cái áo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, và đằng sau lưng chú có một cái dòng chữ tôi yêu Việt Nam rất là tuyệt vời. Lên tới đây thì bao nhiêu cái mệt mỏi nó tan biến hết cả nhà. Chỉ còn lại cái niềm vui thôi. Dạ. Rồi. Chú mang vô chú nấu nha. Con mang vô cho chú luôn này. Dạ rồi, con xin phép chú cái này. Chú ăn trưa xong, chiều chú sẽ đi đi làm. Vậy có thể là số mắt sẽ chia sẻ tới cái công việc của chú nha. Rồi chú bỏ chỗ này giùm con.
mời cả nhà vô tham quan căn nhà của chú tí nha. Trong này nó hơi tối, để xuống mắt mở cái đèn.